Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau review một sản phẩm rất hay của nhóm sản phẩm Smart Home. Đó là bộ công tắc âm tường RF315 cảm ứng trạm, sử dụng điện áp 220V AC, công suất nhỏ hơn 500W, chức năng giúp điều khiển các thiết bị trong gia đình qua tay phát RF hoặc cảm biến trạm. Thiết kế như một công tắc âm tường, trông rất đẹp và gọn gàng. Đây là bộ sản phẩm khi chúng ta mua về. Bên trong bao gồm mạch PCB, tay phát RF315, vỏ công tắc với kích cỡ vừa vặn với công tắc âm tường trong gia đình. Đây là cách kết nối với thiết bị, các bạn có thể dừng lại để xem rõ hơn. Sản phẩm mình đã kết nối để điều khiển bóng đèn. Mình sẽ cắm nguồn và chạy thử. Vị trí LED sáng là vị trí cảm ứng chạm. Chỉ cần chạm nhẹ vào vỏ công tắc là được. Hãy sử dụng tay phát RF. Mạch hoạt động rất ổn định. Chúng ta có thể yên tâm cho một sản phẩm rất an toàn cho việc tiếp xúc của người già và trẻ em. Cùng với việc điều khiển thiết bị trở nên dễ dàng hơn, có thể đứng bất cứ đâu với tay phát RF. Một sản phẩm rất hữu ích cho mọi gia đình. Mọi ý kiến đóng góp các bạn hãy để lại ở phần comment nhé. Đừng quên chia sẻ video sản phẩm đến bạn bè và người thân để cùng tham khảo. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.